Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, xu hướng người tiêu dùng hiện nay yêu thích dòng lan hồ điệp mini, phù hợp chưng trong căn hộ có diện tích nhỏ, nên các đơn vị trồng lan đã tập trung đầu tư cho dòng hoa này. Với nguồn cung tăng không đáng kể so với năm ngoái, hiện gần 70% sản lượng lan vào vụ Tết đã có đậu ra. Lan hồ điệp Lâm Đồng được đánh giá cao với màu sắc đẹp, cành hoa cứng, cánh hoa dày, bền hoa và chưng được lâu, nên được người yêu hoa cả nước ưa chuộng trong mỗi dịp Tết. Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng vận động các thành viên trồng lan thực hiện bình ổn giá, liên kết với đơn vị phân phối để ổn định giá từ đầu vụ, tránh tình trạng thời điểm quá cao, thời điểm quá thấp.